Thưa quý vị, ngày 15 tháng 2, trao đổi với báo chí, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh qua khám nghiệm tử thi đã bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh tên là Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Định tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích nào. Cùng ngày thì người đàn ông chở nam sinh viên ở bến xe miền Đông đã được công an mời lên làm việc. Ông này tên là NDM, 60 tuổi, hành nghề xe ôm. Ông M xác nhận ông chính là người chở Nghĩa từ bến xe miền Đông đi và sau đó Nghĩa xuống xe ở trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Theo nguồn tin thì người đàn ông này không có dấu hiệu nghi vấn nên sau khi làm việc với công an đã ra về. Và trưa cùng ngày, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn ở phường 13 là sinh viên Nghĩa đã mất tích trước đó. Nghĩa là sinh viên từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, mất tích từ ngày 12 tháng 2 ở bến xe miền Đông, đến nay đã được phát hiện tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu tiên tất cả học sinh các khối lớp đồng loạt đến trường thì đã phát hiện 3 trường hợp F0 ở cả bậc mầm non, tiểu học và lớp 6. Ngay khi phát hiện các trường hợp học sinh dương tính với COVID-19, các cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với ngành y tế để xử lý theo đúng quy trình. Tất cả các F1 đã được lấy mẫu test nhanh và hiện đã có kết quả âm tính. Theo đánh giá của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết có sự tăng cường đi lại, giao lưu nên khi học sinh trở lại trường có thể đã nhiễm bệnh và đang trong thời gian ủ bệnh. Trong tuần này, có thể tiếp tục phát sinh các ca dương tính mới. Các cơ sở giáo dục cũng có sự chuẩn bị để đảm bảo an toàn. Riêng khối mầm non, tuần đầu tiên các cơ sở không tổ chức ăn sáng mà tập trung đón trẻ vào đầu giờ sáng để tầm soát dịch. Về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đến nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch tiêm ngay khi có thể triển khai. Nhằm thu hút hành khách đi tàu trở lại sau thời gian bị tác động của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết là sẽ giảm 50% giá vé cho 10.000 chỗ trong tháng 2 và tháng 3. Theo đó, thời gian giảm giá vé áp dụng từ ngày 21 tháng 2 đến 31 tháng 3 với giá vé bằng 50% giá vé cùng thời điểm. Hạng vé áp dụng giảm giá là loại vé ghế ngồi mềm điều hòa, giường nằm khoang 6 điều hòa và giường nằm khoang 4 điều hòa. Khuyến mãi áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu SE3, SE4, SE7, SE8 có cự ly vận chuyển từ 500 km trở lên. Hành khách mua vé đi tàu SE21, SE22 có cự ly vận chuyển từ 420 km trở lên. Hành khách mua vé đi tàu SNT1, SNT2 Sài Gòn, Nha Trang có cự ly vận chuyển từ 250 km trở lên và tàu SPT1, SPT2 Sài Gòn, Phan Thiết có cự ly vận chuyển từ 150 km trở lên. Hành khách có thể mua vé theo chương trình kích cầu trên ở các website của ngành đường sắt Việt Nam, ứng dụng mua vé tàu trên thiết bị di động hoặc là đến các quầy bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa và các kênh bán vé khác hiện đang hợp tác với ngành đường sắt. Đến thời điểm này thì một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Ngoài các biện pháp thanh kiểm tra, ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Công Thương và Chính phủ có phương án điều chỉnh giá xăng dầu linh động hơn nhằm đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp. Bộ Y tế công bố. Tại buổi họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra theo dõi 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chỉ có duy nhất một cửa hàng đóng cửa vì không có hàng để phân phối cho người dân. Còn lại các cửa hàng đa số hết xăng RON 95 hoặc hết xăng còn dầu. Trường hợp có cái khó khăn trong cái việc tiếp nhận cái nguồn cung hàng hóa cũng như là hoạt động cung ứng phân phối cho người tiêu dùng, nếu mà có gặp khó khăn, có đứt gãy, có gián đoạn về cái nguồn cung thì phải báo cáo ngay. Trong trường hợp nếu mà không báo cáo thì các cái đoàn thanh tra kiểm tra phát hiện thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm tra thì tình hình chung là các cửa hàng này đều đã có cái hóa đơn, nói chung là có giấy tờ rồi nhưng mà hàng hóa thì chưa về. Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi 15 đầu mối xuất nhập khẩu, yêu cầu báo cáo tình hình nhập khẩu xăng dầu trong các tháng tới đây để bổ sung nguồn dự trữ theo quy định. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ điều chỉnh giá linh động hơn. Thay vì theo quy định,
một tháng 3 kỳ, thì trong trường hợp giá thế giới biến động nhanh cần điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập trung giám sát hệ thống phân phối xăng dầu của thành phố, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Chúng tôi phải tiếp tục truy cho đến tận gốc xem vấn đề nó ở đâu. Nếu như nó nằm ngoài địa bàn thành phố thì kịp thời phối hợp với Sở Công Thương báo cáo với Bộ để có những chỉ đạo điều chỉnh từ Hà Nội đối với các doanh nghiệp đầu mối hoặc nguồn cung cấp, và phải có những cái kịp thời để xử lý tình huống không để xảy ra những cái hậu quả hoặc là xảy ra những cái hiệu ứng lan tỏa xấu đối với thị trường. Chúng tôi đang hết sức nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa thì cùng với sự giúp đỡ của người dân và các cơ quan truyền thông thì kịp thời chúng tôi sẽ có những cái biện pháp để đảm bảo cung cầu, để giữ cho cái thị trường xăng dầu trong thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp thì cũng vẫn được hoạt động một cách lành mạnh và công khai minh bạch. Hiện nay lực lượng quản lý thị trường, đội cơ động đã triển khai giám sát chặt chẽ 24/24 giờ tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường kim loại quý trong nước lấy lại mốc 63 triệu đồng nhờ chuỗi đi lên 5 phiên liên tiếp. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua vào là 62,5 triệu đồng một lượng và bán ra là 63,2 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng so với ngày hôm qua. Như vậy là giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 250.000 đến 400.000 đồng, lấy lại vùng 63 triệu đồng và chỉ còn cách đỉnh lịch sử nửa triệu đồng một lượng. Một số hệ thống kinh doanh vàng miếng tại Hà Nội còn tăng cao hơn, lên đến 350 đến 400.000 đồng một lượng. Vàng nhẫn được bán ra 53,6 triệu đồng và mua vào 54,3 triệu đồng một lượng. Đà tăng của vàng trong nước được hỗ trợ bởi xu hướng đi lên của giá thế giới. Mỗi ounce vàng quốc tế giao ngay tăng 12,3 đô la Mỹ khi chốt phiên tối qua lên mức là 1.871 đô la Mỹ. Giá vàng có thời điểm lên mức là 1.874 đô la Mỹ, cao nhất trong vòng 3 tháng qua bởi nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng vọt vì lo ngại xung đột Nga-Ukraine. Dự đoán là giá vàng trong nước sẽ vượt 63,7 triệu đồng để lập đỉnh mới từ đây cho đến cuối tháng 3 do căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm kinh tế tập thể theo nghị quyết 13 và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, liên tục trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đạt thấp, chỉ bằng khoảng 1/2 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP cả nước giảm liên tục từ 8,06% năm 2001 xuống còn 3,62% năm 2020. Việc chuyển đổi các hợp tác xã cũ theo luật hợp tác xã còn chậm. Đến cuối năm 2020, còn 615 hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại, chiếm 2,21% tổng số hợp tác xã cả nước. Khung khổ chính sách về hợp tác xã còn nhiều rào cản, chưa bao quát sinh động các loại hình kinh tế hợp tác ở nước ta. Để đạt mục đích phát triển kinh tế tập thể theo hướng năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế, cần thống nhất và nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền, địa phương trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt chú trọng vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, Liên minh Hợp tác xã các cấp trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kịp thời xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Cơ cấu lúa chất lượng cao và lúa đặc sản của Việt Nam hiện chiếm hơn 70% trong tổng diện tích sản xuất lúa. Một trong những giống lúa chất lượng cao đang có tiềm năng tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu là giống lúa Japonica. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu gạo trong nước đang liên kết với nông dân, hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu, đưa sản phẩm này ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị của gạo Việt. Mỗi tháng, doanh nghiệp này đang xuất khẩu vài chục tấn gạo Japonica hữu cơ sang thị trường Đức, với hai dòng gạo chính là gạo trắng và gạo lứt. Theo doanh nghiệp này, dù sản lượng xuất khẩu chưa nhiều, nhưng việc đa dạng thị trường tiêu thụ sẽ mở ra nhiều triển vọng về đầu ra cho dòng sản phẩm gạo hữu cơ của Việt Nam. Bước đầu thì chúng tôi cũng đã đánh giá với một số các cái chuyên gia của nước ngoài như của Nhật hay là của Đức, thì họ đánh giá rất là tốt đối với dòng gạo Việt Nam. Ăn là rất là đậm, dẻo và thơm, đặc biệt là cái độ trong cũng đáp ứng được rất là tốt nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Theo các doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu gạo, so với gạo phẩm cấp thấp và trung bình thì giá xuất khẩu gạo Japonica cũng cao hơn nhiều lần.
nếu giá gạo IR504004 chỉ xuất khẩu được với giá 450 đô la Mỹ một tấn, thì giá xuất khẩu gạo Japonica đạt đến 1.000 đô la Mỹ một tấn, tức là cao gấp 2 lần. Trong khi chi phí sản xuất giữa gạo phẩm cấp thấp và trung bình so với gạo chất lượng cao chỉ chênh lệch khoảng từ 10 đến 20%. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU là những thị trường rất tiềm năng để xuất khẩu gạo Japonica. Xu thế của thế giới hiện giờ đang nhập hàng này rất là nhiều. Chúng tôi đang có cái định hướng là mỗi tỉnh là một cái dạ dày của thế giới, tức là hình thành từ vùng nguyên liệu để cung cấp cho thị trường trên thế giới với những cái yêu cầu về chất lượng khác hay nhất. Với những cái giống có nguồn gốc giống Japonica như G02 thì nó lại phù hợp với thị trường, thị hiệu một số thị trường ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông. Thì những thị trường này có yêu cầu chất lượng gạo cao, yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng cái giá bán lại cao. Để nâng cao giá trị gạo Việt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng đến năm 2030 sẽ tiếp tục giảm gạo trắng cấp thấp trung bình còn 10%, gia tăng tỷ lệ gạo thơm, gạo đặc sản Japonica lên 40%, gạo nếp 25% và sản phẩm gạo có giá trị gia tăng khác 10%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để mặt hàng gạo đạt kim ngạch xuất khẩu cao và ổn định thì một trong những điều kiện mấu chốt là phải tăng chất lượng từ việc áp dụng sản xuất giống chất lượng cao, tạo ra sản phẩm chế biến sâu để chiếm lĩnh những thị trường khó tính thay vì phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Những ngày này, không khí lạnh tràn về với những đợt rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là đồng bào ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Dù vậy, người dân cũng rất chủ động trong việc phòng chống rét nên chưa ghi nhận thiệt hại nào về gia súc. Toàn xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn hiện có khoảng 500 con trâu bò. Trước kia khi vào mùa đông, người dân có thói quen chăn thả tự do trên rừng, trên đồi, vậy nên có tình trạng trâu bò bị chết rét. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, việc trâu bò chết rét đã không còn khi bà con nông dân đã chủ động hơn trong việc chăn thả, giữ trữ thức ăn và che chắn chuồng trại. Thế còn đến mùa gặt thì đi thu dơm về để dự trữ trong cái lúc rét để cho ăn hàng ngày. Lúc ấm thì thả trâu lên núi để ăn tự do. Nguồn thức ăn chủ yếu là dơm thôi mùa này. Nếu thiếu nhà đình nấu cây chuối cho nó ăn thêm cây chuối, lá xanh tức là các lá trên rừng. Tỉnh Lạng Sơn đã có hướng dẫn nông dân tích cực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe để vật nuôi trong mùa đông. Đặc biệt trong thời gian giá rét dưới 12 độ C, khuyến cáo người dân chủ động đưa trâu về nhốt trong chuồng kín gió, khô ráo và sưởi ấm vào ban đêm và đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. Còn tại tỉnh Sơn La, người dân ở xã vùng cao Tân Lập, huyện Mộc Châu đang phải trải qua đợt rét khắc nghiệt nhất của mùa đông trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ lo bảo vệ sức khỏe của bản thân, người dân nơi đây còn phải gia cố lại nhà cửa, chuồng trại gia súc để chống rét cho đàn bò, đàn gà vì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mùa đông giá rét này phải làm chuồng cho trâu bò, phải mang củi về để sưởi bếp cho chúng, không thì chúng lăn ra vì không chịu được rét mất. Trời lạnh, mù sương, độ ẩm cao khiến quần áo không được hong khô, trẻ con vùng cao cũng không được đủ quần áo ấm, đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Người vùng cao rất khổ khi mùa đông về, trẻ con và chúng tôi nghỉ hẳn không đi làm được để ở nhà chăm sóc các con. Tại vùng cao này, từ đầu tháng 1 đến nay, nhiệt độ liên tục xuống thấp, có lúc dưới 10 độ C. Sương mù bao phủ cả ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất, kinh doanh của bà con. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm kèm theo cảnh báo băng giá và sương muối. Để người dân chủ động phòng chống giá rét, chính quyền địa phương đã tuyên truyền các biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe cho người và đàn gia súc. Nếu mà thời tiết mà tiếp tục rét đậm, rét hại, kéo dài thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân là cái việc đầu tiên là chuẩn bị thức ăn gia súc để bảo vệ cho cái đàn gia súc để không cho ra đồng rét đậm rét hại kéo dài mà nó có ảnh hưởng đến một số các loại cây trồng thì chúng tôi cũng sẽ có cái rà soát lại xem là bà con nhân dân có thiệt hại thì sẽ có cái hỗ trợ. Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp trong mùa đông năm nay, người dân và chính quyền địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc đã chuẩn bị tốt các giải pháp để ứng phó với những biểu hiện tiêu cực của thời tiết. Thưa quý vị, tối qua 14 tháng Giêng, Tổ đình Phúc Khánh đã tổ chức đại lễ cầu an. Đây là năm thứ hai Tổ đình Phúc Khánh tổ chức cầu an theo hình thức trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Buổi lễ được phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của nhà chùa với hơn 15.000 người theo dõi trực tiếp. Các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên các trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội,
Khuôn Việt Online và Tổ đình Phúc Khánh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người. Sớ của các gia đình đã được đăng ký bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến được dâng lên chính điện. Mặc dù đại lễ cầu an được tổ chức trực tuyến, nhưng ghi nhận trong tối ngày 14 tháng 2 vẫn có khá đông người dân tới trước cổng chùa để vái vọng vào phía bên trong. Lực lượng chức năng phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội có mặt giải thích với người dân năm nay chùa cầu an trực tuyến, không đón khách, yêu cầu người dân giải tán.